xin thưa với các bác, cô chú, anh chị là hôm nay vật cây này. Một cái cây xanh quê bệ nhãn, cây rất thụ. Thì về tương lai của cây này thì nó chỉ chỉnh sửa lại bông tán là như này thôi. Siêu phẩm thì không thành được, nhưng mà nó một cây hay. Nó một tầm tiền thuộc phân khúc dưới thì nó một cây rất là hay. Và trên mini nó rất là thụ. Đúng, phải dùng từ thụ, bây giờ hay dùng từ thụ là khá là chính xác. Cây nhìn nó đã thấy rất là thụ. Bệ nhãn trải dài. Cái bệ nhãn là gì các bác nhá? Chắc lại các bác, bệ nhãn là một cái cây, các bác nhìn cái cây nhãn ở quê mà một khi nó già thì bệ bãi của nó lộ lên cái mặt đất và nó bệt từ cái thân này, nó trải thẳng ra đây này, chứ không mọc xi chúi xuống nhá, mà từ thân xòe luôn ra nhá. Đấy thì gọi là bệ nhãn. Và nó đều tứ diện là bệ nhãn. Hôm trước một lần các bác không nhìn rõ, nhưng mà chỗ nào nó có bệ hết. Chỗ nào có bệ hết. Đấy, hôm nay làm cái này. Cắt tỉa lại, và đợt trước tôi định chuyển dáng cho cây này đấy, nhưng mà thôi, cũng không nên, vì chuyển thì chắc là không đẹp được bằng cái dáng này đâu. Và phải nuôi lại thành phôi thì mình không thích. Đấy thì thôi, cây này chơi xinh xắn như này rồi. À, cũng là một cây đẹp rồi. Rồi, chiến em nó các bác nhá. Chiến thôi. Cái này xin phép tỉa quá, tôi không vặt lá cây này. Xem nào. Không cần thiết vặt, xem nào. Không cần thiết vặt đâu. Xem nào. Cứ tỉa bỏ cái thân nó đi cái đã. Tí nữa cho cây này thì tí nữa phải cho lên cái, đây là phân cái lân vi sinh quá. Tí nữa cho lên cái thùng xốp cho nó. Thùng xốp mà để chứa nước ấy, cho nó khỏe cây. Tự nó hút lên nó khỏe. Cứ nói nó thành không thành được siêu phẩm nhưng biết đâu được. Cái lúc nó lại có cái ý tưởng nào đấy thì nó lại sáng rực mắt lên. Quan trọng là cái ý tưởng đấy. Tưởng có ý tưởng thì táo bạo thì mới có đột phá được. Đột phá. Thường mà người ta lường trước được thì lại dễ quá, thì lại thấy bình thường. Cái gì mà nó độc đáo mà khai phá ra được thì người ta mới công nhận và ổ lên. Không ngờ. Thì không ngờ. Thôi, cái này nó lại bỏ lá thôi các bạn. Làm rụt rịt thôi. Làm rụt rịt thôi.
sạch sẽ ra lại mê ngay. Mùa này làm cây nó đẹp sướng ở chỗ đấy. Nếu phải xịt sạch cái này nó lộ cái bệ ra các bác phê luôn. Dày quá nên phải tỉ mỉ.
phong tranh chưa? Phong tranh. Xử lý chút cái bệ các bạn. Thank you.
Cái này hơi mất thời gian tí các bác. Đẹp đấy. Nên là các bác lấy cái chổi quét sạch sạch cái bể đi tí cho các bác nhìn nó dễ. Đây, cây cao à. Chắc tầm khoảng độ 25-28 phân. Bệ nhãn, vì sao bệ nhãn đây? Thì là bệ nhãn nó như thế này này. Vừa xử lý cái chỗ thô thiển này đi rồi. Ngon rồi. Đấy, một tí đây nữa. Một tí chỗ này nữa, ngon rồi. Đấy, bao nhiêu năm tháng mà bây giờ mới đụng vào đây. Này. Về phần thân các bác nhé. Mặt chơi là chơi mặt này. Ta chơi mặt này. Đấy, thân. Chỗ này rất là đặc. Đục lại cái sẹo này tí. Thì ta đục lại cái này tí. Trên xuống các bác nhé. Đấy, cứ làm luôn phún kiểu tự nhiên này thôi. Lên sao làm vậy. Đấy. Lên sao ta làm vậy. Luôn phún rụt rịt tự nhiên. Các bạn làm nó thật sạch sẽ. Thế là chơi là vui rồi. Cần gì phải siêu phẩm quá đâu. Siêu phẩm quá thì phải bỏ thật nhiều tiền ra mua thôi. Đơn giản thế thôi. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Đi ngủ thôi.